Hello, xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn gấp một chiếc mẫu máy bay như đoạn đầu video mình đã phi cho các bạn ấy. Thì các bạn phi thì các bạn cầm một tay vào đây và hai ngón tay ở dưới như này và một ngón tay trên này, và đồng thời chúng ta phi ra như này, thả ra. Đó. Nay mình sẽ hướng dẫn các bạn gấp một giấy màu này thì nó sẽ nhìn rõ hơn. Nếu gấp màu trắng, hướng dẫn các bạn gấp màu trắng thì sẽ nhìn rất là khó. Các bạn dùng tờ giấy A4 hoặc dùng giấy vở Oli của bạn đang viết cũng được nhé. Không cố định phải giấy màu xanh như của mình như thế này. Các bạn lấy giấy viết, giấy vở học của mình ấy, miễn là có khổ giấy hình chữ nhật. Nhớ là khổ giấy hình chữ nhật nha. Khổ giấy hình vuông là sẽ không gấp được nhé. Gấp nó sẽ không đúng và nó sẽ không bay. Đó, giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn gấp. Mình đây mình mua tờ giấy màu để hướng dẫn các bạn gấp nó không bị phản ánh sáng. Chứ mình gấp màu trắng thì sẽ rất là khó nhìn. Tất cả các bước rất là dễ, đòi hỏi các bạn là gấp những các đường nét này phải thật là khớp nhau thì chiếc máy bay giấy của mình nó mới bay được nhé. Không các bạn gấp theo mà không làm được thì chắc chắn là các bạn gấp bị lệch. Những chiếc máy bay giấy này bay nó theo nguyên lý hoạt động của vật lý học nên nó cần sự chính xác rất là chuẩn. Các bạn cứ từng bước gấp theo mình nhé. Đấy, đây là bước đi tạo lớp nha. Bây giờ mình đến bước gấp tiếp này. Được chưa? Đấy, vừa này sang. Cái này cũng vậy. Cái đường vân đây chúng ta bẻ đường vân này sang bên này luôn. Đấy. Các bạn muốn trở thành một vua máy bay giấy thì hãy chơi chiếc mẫu máy này, nó rất là thú vị. Cái độ khó của máy bay này chơi cũng rất là đơn giản, không khó lắm. Cách chơi, cách phi, các bạn đứng thả từ trên cao xuống hoặc thả nơi nào có gió. Không, tiếp tục tập tiếp này. Đây là bước tạo lớp thôi. Dạ này hơi cứng một chút. Đấy, chúng ta có hai cái lỗ ở đây. Chúng ta cắm hai đầu dưới đây vào. Đây là hai mũi khóa. Đoạn này hơi cứng một chút, các bạn làm cẩn thận nhé. Đó. Vậy là làm được cái khóa. Tiếp theo các bạn lần ngược này. Các bạn gấp này một chút. Nhớ đây, cạnh đầu này, đầu nhọn này, trùng vào cái đường này nhé. Cứ trùng vào là cân nhau. Các bạn cứ gấp vào là trùng là cân nhau.
gấp ngược một ít thôi nha, không phải gấp hẳn đâu nha, gấp như này thôi, gấp như này thôi. Chúng ta vẽ ra, tức là chúng ta sẽ làm mình check vênh một chút thôi chứ không gấp hẳn vào. Đấy, hai cánh hơi xòe ra một tí này, cánh hơi xòe ra một tí. Cách gấp mình hướng dẫn bạn này đầu cầm vào đây, hai ngón tay ở dưới, ngón trỏ ngón cái ở dưới, ngón này ở đây. Các bạn đưa ra, đưa thẳng ra như này. Nếu là thả từ trên cao xuống hoặc là thả chỗ nào có gió thổi thì cái máy bay của mình nó bay đi được tối ưu hơn, nó bay xa hơn. Xong nhé các bạn.